như hôm bày ở cái này hôm hình như bày ở nông nghiệp, triển lãm nông nghiệp. Rồi đẹp chủ cứ mải chơi bài chả chưa cây của em đang nhìn sang mãi luôn thì... chẳng lên chắc là cỗi quá. Không phải cỗi, trồng cũng chậu to như này bọn mới vặt lá hết đi mà nó không phát triển mạnh được. Nó to này à, phải nuôi tay cút to ra. Đây có dám cắt cành đâu, chỉ có nuôi tay vặt lá để cho nó thay lá mới thôi. Cảm giác như kém nhỉ, kém đói kém nhỉ. Đây có cái cây này xanh tốt, cái đỏ này thì cũng đang nuôi. Chân nuôi dài chân nuôi dài lắm, chục năm. Cây này kiểu như là ổi đào ấy. Da là trắng. Đẹp. Da trắng này là ổi đào. Hoa nhỏ nhỏ. Hoa. Đấy cứ cắt đến đâu phun hoa đấy. Da lọc ra hoa. Sau hàng chùm quả. Đây, hoa. Cái da trắng này là khoảng độ 80% là ổi đào ấy. Là lá nhỏ như này. Lá nhỏ, hoa chùm nhỏ. Chắc chắn là một cây quả nhỏ rồi. Thêm nữa là cây rất nhiều là cây ổi đào, khả năng là cây ổi đào. Các chủ có cái chơi bài trong kia, hỏi không quan tâm đâu. Đây cũng có bề bãi đấy, có bề bãi đấy. Nhà mà chưa có cây to thì tôi quất cây này. Giá thôi, quan trọng là giá thôi. Giá thôi. Đấy. Phải cắt đến đâu là ra hoa đấy. Giống rồi nó. Đấy, nở hoa khắp nơi. Này. Làm cái khay này mà muốn nổi là cái khay đẹp, cây đẹp đấy. Giá cả thế nào thôi, trồng là có tiền đấy. Sao kiếm đâu ra cái cây cổ như nào? Sao khó kiếm? Một cây ở rất to, một quả nhỏ. Đấy, cây này mà cho vào cái khay đẹp, cho mấy viên đá và cho nó tương trợ cái bệ nó lên. Đẹp đấy, ít đá thôi. Đây có mấy cây mini, cây này thì hơn 20, cây xin lúc đỏ hơn 20. Cây này ngày xưa trồng Thanh Hóa ra tôi biết này. Bây giờ đi thương mại. Đấy, đang cãi tắm rô tắm bích thì hỏi giá bằng mắt. Giá bằng mắt. Đây cây mẫu đơn cũng hay này. Cây mẫu đơn hay này. Đây, đất Nhật. Nung đất Nhật. Mẫu đơn này hay đấy. Đấy, đàn ông này đang cãi nhau này, mình hỏi mà. Đấy, ông phán lại em chửi chứ. Đây các bác, cái chậu cũng cũ này. Đang ở chỗ hội chợ cây ở chỗ đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài ấy, mà một đầu nối với Hoàng Quốc Việt, với một đầu nối lên về phía gì nhỉ, trên này nó gọi là phía Cổ Nhuế à, chắc vậy. Một phía đầu Hoàng Quốc Việt và nó dọc cái trục đường Nguyễn Văn Huyên cũ ấy, mở rộng kéo dài ở phía đằng Cổ Nhuế. Đấy, một cây mẫu đơn này. Cái chậu đẹp, trồng chiếc rất là đẹp. Tôi chỉ quay cái dàn mini này thôi. Chỗ này bày trí rất là
chậu trước cũng rất là đầu tư các bác. Đầu tư hoa giấy này. Tí nữa tôi chờ công với họ họp hành xong thì tôi hỏi giá cho nó chi tiết xem có múc được cây nào. Si tai chuột rất giống cây si tai chuột của tôi ngày xưa. Si vừa, si vừa. Cái xanh này cũng được. Chỗ tàu. Đấy. Mấy cây này mấy bác không bày ở triển lãm nông nghiệp. Rêu. Cây sộp. Cây sộp. Cây sộp. Cây sộp mini nhưng mà lộc rất là tím, đẹp. Rất đẹp. Cây sộp hay. Cái xanh gắn rừng thì cũng được nhưng mà chân vệ hơi kém. Này được nuôi được hàng mini bíp bíp. Dáng đẹp nhưng mà chưa có gì. Đấy, cái này được. Đấy được. Ôi tội chưa có chân. Chứ mà con chân thì nó lại bay lâu. Đây là đang phun rồi. Đang phun rồi. Sạch sẽ. Đẹp ấy. Đây đẹp, cái này có tiền mà yêu để mua cái này được. Đang hạ xuống và lấy tay này làm vách làng đây. Cái này sau là lên xinh xắn bóng đẹp. Xinh xắn. Điền đấy. Đẹp đấy không? Đẹp. Đây, đằng sau cái rừng đây. Các ông bảo là đi quay không hỏi giá. Hỏi khó. Nhiều lúc không có chủ. Nhiều lúc chủ đang bận. Các ông cứ quay phim hỏi này nhiều khi không muốn trả lời. Đấy. Thật của các ông là như thế. Mặt sau này. Dạng này tôi xem có, vừa nãy tôi thấy một cái cây có chủ báo là 90 triệu, cây đẹp. Đấy.
Đây, toàn hàng chăn nuôi này. Này thì bự quá. Nếu mà con này mà nhỏ lại tí nữa thì thôi rồi, nhiều tiền cũng mua. Đấy, đấy nhiều khi là cái kích thước nó cũng rất là quan trọng. Đây cái cây 90 đây. Chơi. Không có lối đi vòng. Này các bác nhìn mặt này vào đây. Đấy, cái này thì đi chơi vô tư rồi. Rất mịn sạch rồi. Rất mịn sạch rồi. Ok các bác. Thôi, để lại ra đằng kia ngắm tiếp. Còn giá rổ thì xin phép thứ lỗi là hôm nay không hỏi được nhiều. Các bác ạ. Cái tần cái to thì tôi cũng chẳng muốn quay đâu. To lắm. Sắm hàng Tết đi, cho nó vui. Chào các bác nhé. Thông cảm nhé.